Kính chào quý khán giả đến với chương trình Từ sản xuất đến tiêu dùng của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, nhắc đến Vĩnh Hảo, ai cũng biết đây là một thương hiệu nước khoáng thiên nhiên nổi tiếng, xuất xứ từ huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Không chỉ có nước mà vùng đất này còn được thiên nhiên ban tặng một sản vật vô giá, đó là lúa gạo với thành phần dinh dưỡng vượt trội. Ngày 29 tháng 4 năm 2019 vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Vĩnh Hảo, nhà máy đóng tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, tổ chức khai trương nhà phân phối độc quyền gạo sạch Vĩnh Hảo ở địa chỉ F14C, tổ 13, khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Gần 20 năm có mặt trên thị trường, chủ yếu ở phía Bắc, gạo sạch Vĩnh Hảo bắt đầu tiếp cận thị trường phía Nam. Tỉnh Đồng Nai dân số xấp xỉ 3 triệu người, trong đó dân nhập cư từ miền Bắc, miền Trung chiếm tỷ lệ khá cao, là điều kiện lý tưởng để doanh nghiệp giới thiệu gạo sạch Vĩnh Hảo đến với người tiêu dùng phương Nam. Loại gạo này cũng đã được đưa ra thị trường từ nhiều năm trước, nhưng thương hiệu thì công ty chúng tôi bây giờ bắt đầu mới xây dựng thương hiệu Vĩnh Hảo để cho gần với cộng đồng về cái thương hiệu Vĩnh Hảo. Cái sản phẩm này á, cũng đã được đưa ra thị trường từ miền Bắc, miền Trung. Nhưng đối với miền Nam thì ngày hôm nay chính thức công ty chúng tôi mới công bố thương hiệu gạo Vĩnh Hảo và bắt đầu nở hoa từ tỉnh Đồng Nai, đưa ra thị trường trên toàn quốc. Vì sao lại chọn Đồng Nai ạ? Cái mảnh đất này cũng ưu ái cho tôi rất là nhiều. Tôi đã hoạt động kinh doanh trong nhiều cái lĩnh vực tại địa bàn tỉnh nhà. Và Đồng Nai thì người lao động, người công nhân ở Đồng Nai rất nhiều khu công nghiệp. Và cái lượng gạo mà để phục vụ cho đồng bào ở riêng tỉnh Đồng Nai nói riêng và miền Nam nói chung thì cũng rất là lớn, cái thị trường rất là lớn. Mà tôi rất tiếc là đến bây giờ mới đưa được cái sản phẩm gạo Vĩnh Hảo vào cho cộng đồng. Nước suối Vĩnh Hảo thì chị biết mấy chục năm rồi, nhưng mà cái gạo Vĩnh Hảo này thì chị cũng mới nghe được giới thiệu. Bữa nay chị đến đây chị tìm hiểu thì được biết là trồng ở cái nguồn nước khoáng Vĩnh Hảo, thì cái nguồn nước sạch và có khoáng chất á. Thì chị cũng thấy chị thích, bao bì thì đóng thấy cũng đẹp và phù hợp. Về cái cảm nhận của mình đó là cái tên Vĩnh Hảo là đã gây cho mình một cái sự tin tưởng nhất định rồi đúng không? Tin tưởng mà chị thấy rất là quen thuộc. Mấy chục năm trước chị đã biết uống cái nước suối Vĩnh Hảo này rồi. Trồng nếu mà trồng từ cái nguồn nước suối này thì nó sẽ là nguồn nước sạch và có khoáng, là nó sẽ tốt cho sức khỏe. Hạt gạo đó nó sẽ tốt và ăn có lợi cho sức khỏe. Gạo sạch Vĩnh Hảo có nhiều dòng sản phẩm phù hợp với túi tiền và thị hiếu của người tiêu dùng. Bên cạnh những dòng sản phẩm cao cấp như gạo thơm, gạo dẻo đặc sản Vĩnh Hảo Việt Gáp, công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Vĩnh Hảo còn cung cấp nhiều chủng loại gạo thơm đặc sản Vĩnh Hảo hàng thương phẩm phù hợp với túi tiền của công nhân lao động. Gạo sạch Vĩnh Hảo được bà con nông dân, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Chăm, gieo trồng trên những cánh đồng vùng hạ lưu suối khoáng thiên nhiên Vĩnh Hảo ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Từ nguồn tài nguyên nước quý báu được thiên nhiên ban tặng, những cánh đồng lúa hấp thụ dinh dưỡng và khoáng chất tự nhiên, cho nên hạt gạo có vị ngọt cơm, thơm dẻo đặc trưng mà ít loại gạo nào có được. Khi chúng tôi bắt đầu đưa cái sản phẩm gạo Vĩnh Hảo để nở hoa từ thị trường tỉnh Đồng Nai, chúng tôi cũng đã nhìn nhận được cái thị trường gạo của miền Tây rất là nhiều loại gạo và rất là phong phú. Nhưng chúng tôi cũng sẽ khẳng định được cái gạo Vĩnh Hảo của chúng tôi sẽ được cộng đồng đón nhận, bởi vì chỉ có ở Vĩnh Hảo thì mới có cái mạch nước khoáng thiên nhiên mà đã được ban tặng. Và tất cả những cái loại lúa này được gieo trồng bởi cái dòng nước khoáng này và tích tụ trong cái cây lúa và trong cái hạt gạo, nó có nhiều chất bổ dưỡng từ cái nước khoáng. Chúng tôi muốn giới thiệu đến cộng đồng ở Đồng Nai để thưởng thức được những cái đặc sản của dòng suối khoáng thiên nhiên. Và tôi tin chắc rằng với quy trình sản xuất và xây dựng thương hiệu, chúng tôi sẽ đảm bảo được những cái sản phẩm có chất lượng về dinh dưỡng, sạch và ngon. Về cái giá thành thì chúng tôi xây dựng một cái giá phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng.
Bởi vì cái sản phẩm của chúng tôi cũng được bà con nông dân, đồng bào người Chăm gieo trồng như những cái vùng lúa khác. Và cũng được đưa về nhà máy xay sát và chuyển vào Đồng Nai để đưa ra thị trường làm bán đến người tiêu dùng. Cho nên chúng tôi xây dựng cái giá thành cũng bình dân, tức là từ mười mấy ngàn cho đến hai mấy ngàn trên một kg. Nó tùy theo cái từng dòng sản phẩm và đặc sản. Tuy nhiên, để có thương hiệu gạo sạch Vĩnh Hảo như hôm nay, hạt gạo dẻo thơm này đã trải qua không ít thăng trầm. Mặc dù là gạo đặc sản, nhưng do không có nhà cung cấp phân phối và thị trường tiêu thụ ổn định, nên trước đây người dân thường canh tác với quy mô nhỏ lẻ, giá cả bấp bênh. Thấu hiểu nỗi mong mỏi có một thị trường tiêu thụ gạo sạch ổn định của người dân địa phương, công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Vĩnh Hảo, tiền thân là nhà máy xay lúa Long Thảo, đã tiên phong trong việc xây dựng phát triển vùng nguyên liệu, cung cấp giống, vật tư, bao tiêu sản phẩm, tạo chuỗi liên kết với bà con nông dân. Tất cả đều thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đặc biệt, công ty chủ động hoàn toàn trong khâu chế biến, cung ứng ra thị trường sản phẩm gạo sạch với dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại. Đầu tư cho nông dân lúa giống để làm cái lúa gạo này, để xây cái thương hiệu cái gạo Long Thảo này từ năm 2000 rồi đến nay. Chị đầu tư giống và sau đó là để thu mua về xay sát tại chỗ rồi để phân phối ra cho người tiêu dùng cái gạo Long Thảo này. Hiện nay là muốn phát triển cái thị trường rộng rãi trên toàn quốc thì cái gạo Vĩnh Hảo này là tôi có làm theo cái chương trình Việt Gáp để làm cái gạo sạch cho người tiêu dùng. Cái thương hiệu gạo nông sản Vĩnh Hảo này là nó gắn liền với lại cái dòng nước xoắn Vĩnh Hảo đã có từ trước giờ, cũng đã có thương hiệu. Người tiêu dùng ở trên toàn quốc sẽ dễ biết hơn là cái gạo này. Cho nên là tôi muốn mở rộng cái thị trường và dựa trên cái cơ sở cái gạo Long Thảo và phát triển thêm cái gạo nông sản bên xã này. Hiện tại mỗi tháng công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Vĩnh Hảo cung cấp cho thị trường 7,2 ngàn tấn gạo sạch. Toàn bộ sản phẩm của nhà máy được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 22000-2005. Thưa quý vị, gạo là nguồn lương thực chính của mọi gia đình Việt. Cơm ngon, dẻo, thơm vẫn chưa đủ, mà còn phải tốt cho sức khỏe. Đây chính là tiêu chí quan trọng của nhà sản xuất và phân phối gạo Vĩnh Hảo. Thông thường, người tiêu dùng hay chọn gạo có màu trắng, sạch, hạt gạo bóng bẩy. Đối với loại gạo này, dinh dưỡng không còn lưu giữ được bao nhiêu, thậm chí có cả chất bảo quản cho đẹp mã. Còn với gạo sạch Vĩnh Hảo, chỉ qua sơ chế, giữ nguyên lớp cám nên lưu giữ được nhiều chất dinh dưỡng từ cám gạo. Ngoài ra, những khoáng chất từ dòng suối khoáng thiên nhiên Vĩnh Hảo giúp cây lúa sinh trưởng tốt cũng được tồn lưu trong hạt gạo. Bản thân cái hạt gạo này được trồng từ cái mạch nước khoáng cũng đã tích lũy được các cái chất bổ dưỡng, đồng thời nhà sản xuất cũng đã xay sát theo cái quy trình là sơ chế, là vẫn để nguyên cái hai cái cám gạo. Và trong cái cám gạo này là có rất nhiều cái chất bổ dưỡng, đồng thời là có những cái chất mà có thể là đào thải được những cái chất độc hoặc là chống được những cái bệnh ung thư. Cho nên là chúng tôi nghiên cứu và để giữ cái cám gạo ở ngoài cái hạt gạo. Cái tiêu chí của chúng tôi đưa ra để xây dựng cái thương hiệu gạo Vĩnh Hảo là chúng tôi cũng đã ký hợp đồng với bên Việt Gáp. Chúng tôi sẽ gieo trồng cái sản phẩm này theo tiêu chuẩn của Việt Gáp. Nhà máy thì được chứng nhận ISO. Và thương hiệu thì chúng tôi cũng đã có hồ sơ đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ và đã được chấp thuận. Đồng thời chúng tôi có một cái đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp sẽ phục vụ khách hàng tận tình và chu đáo. Và về cái chăm sóc khách hàng và chúng tôi quan tâm đến cái sức khỏe của cộng đồng. Cho nên là về cái đạo đức nghề nghiệp, cái lương tâm của những người mà sáng lập ra cái thương hiệu này là chúng tôi cũng đã đưa ra rất nhiều cái tiêu chí để làm sao mà duy trì và phát triển cái thương hiệu. Cũng như là công chúa Hiền Chân đã đặt tên cho cái Vĩnh Hảo
có nghĩa là đời đời tốt đẹp, thì chúng tôi sẽ xây dựng cái thương hiệu Vĩnh Hảo đời đời tốt đẹp. Với những lợi thế từ nơi khởi nguồn mạch suối khoáng thiên nhiên Vĩnh Hảo ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận và được gieo trồng bài bản theo quy trình Việt Gáp, gạo sạch Vĩnh Hảo tự tin vươn ra thị trường phía Nam và hướng tới xuất khẩu. Việc mở rộng thị trường gạo Vĩnh Hảo không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh doanh hay lợi nhuận, mà mong muốn lớn nhất của doanh nghiệp chính là mang đến cho người Việt cơ hội thưởng thức gạo đặc sản Việt thơm ngon, dẻo ngọt và nhiều dinh dưỡng. Lời đầu tiên, công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Vĩnh Hảo, nhà máy xay lúa Long Thảo xin được gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng. Trước đây, khi đời sống còn khó khăn, nhu cầu của chúng ta là ăn no và mặc ấm. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế và xã hội, ăn ngon mặc đẹp đã trở thành một yêu cầu thiết yếu. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng các sản phẩm sạch, an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cũng trở nên vô cùng quan trọng. Thấu hiểu được điều đó, công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Vĩnh Hảo, nhà máy xay lúa Long Thảo hân hạnh đem đến cho quý khách hàng những sản phẩm gạo sạch được gieo trồng trên những cánh đồng vùng hạ lưu suối khoáng thiên nhiên Vĩnh Hảo, mang theo vị ngọt cơm thơm dẻo đặc trưng. Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong ngành sản xuất gạo, là một trong những nhà máy lớn nhất của tỉnh Bình Thuận và tiên phong trong áp dụng quy trình sản xuất kinh doanh gạo đạt chuẩn ISO 22000-2005. Đồng thời, chúng tôi hiện đang áp dụng tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam, Việt Gáp trong sản xuất lúa gạo. Hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý khách hàng trong việc đưa đặc sản từ dòng suối khoáng thiên nhiên đến với bữa ăn của mọi gia đình Việt. Công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Vĩnh Hảo được hình thành trên cơ sở kế thừa và phát huy thương hiệu gạo Liên Hương Long Thảo, với mong muốn đem đến cho người tiêu dùng Việt Nam và toàn thế giới sản phẩm gạo sạch chất lượng cao, mang đặc trưng của vùng hạ lưu dòng suối khoáng Vĩnh Hảo và giá cả cạnh tranh trên thị trường. Nông sản Vĩnh Hảo là đơn vị tiên phong trong việc xây dựng phát triển vùng nguyên liệu, tạo chuỗi liên kết với bà con nông dân từ khâu cung cấp giống, vật tư nông nghiệp đến khâu thu mua và đặc biệt là chủ động hoàn toàn trong khâu chế biến, cung ứng ra thị trường sản phẩm gạo sạch với dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại. Nhà máy xay lúa Long Thảo được hình thành từ năm 2002. Sau gần 20 năm hoạt động trong ngành, nhà máy hiện đang sở hữu mạng lưới khách hàng rộng khắp từ Bắc đến Nam với khoảng gần 1.000 đại lý, nhà phân phối cấp 1, hàng chục ngàn đại lý cấp 2, cấp 3. Sản phẩm gạo Liên Hương Long Thảo hiện đang có mặt hầu khắp các tỉnh thành như Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Nguyên, Yên Bái, Hòa Bình, Lào Cai, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận và Đồng Nai. Nhà máy xay lúa Long Thảo tọa lạc tại quốc lộ 1A, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, là một trong những nhà máy lớn và hiện đại nhất của tỉnh Bình Thuận. Hiện chúng tôi đang sở hữu hai nhà máy với tổng công suất gần 200 tấn trên một năm. Toàn bộ sản phẩm của nhà máy được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 22000 và 2005. Sản phẩm gạo Liên Hương Long Thảo được trồng trên những cánh đồng của mạch nước dòng suối thiên nhiên Vĩnh Hảo. Những cánh đồng được bao quanh bởi những dãy núi cao sừng sững, nguồn nước từ những dòng suối thiên nhiên trong lòng núi và thổ nhưỡng nơi đây đã đem đến một sản phẩm gạo với hương vị đặc trưng. Nhiều năm nay, gạo Liên Hương Long Thảo đã trở thành một thương hiệu được nhiều đông đảo khách hàng biết đến như một đặc sản thiên nhiên, được ban tặng cho vùng đất vốn đã nổi tiếng với những bờ biển dài cát trắng và nước khoáng thiên nhiên. Sản phẩm gạo Vĩnh Hảo là dòng sản phẩm cao cấp đem đến cho không gian bếp Việt của các bà nội trợ những bữa ăn đậm đà hương vị dẻo thơm, cho mọi gia đình bữa cơm mang đặc trưng vị ngọt lành từ dòng suối khoáng Vĩnh Hảo. Người tiêu dùng có nhu cầu mua gạo đặc sản Vĩnh Hảo, xin liên hệ nhà phân phối độc quyền gạo sạch Vĩnh Hảo ở địa chỉ F14C, tổ 13, khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Sản phẩm gạo Vĩnh Hảo cũng sẽ được phân phối tại nhiều cửa hàng đại lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và toàn quốc trong thời gian tới. Hotline đặt hàng 0966 775 995 hoặc số điện thoại bàn 0251 652 3636, website gạovinhhao.com. Đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình Từ Sản Xuất Đến Tiêu Dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.